phải chỉ mặc khi đi làm, bộ bên trái mặc khi đi xem phim, bộ bên trên khi nào đi với bạn, còn bộ bên dưới để cuối tuần lên nghìn chi. Bộ trong cùng đã ướm thử một lần, em không có ý định cho lần hai. Còn một bộ mà thật lâu tôi tặng thì em ngơ ngác hỏi đây là của ai. Có chiếc váy nó kiên trì đến nỗi vẫn bám bụi trong tủ quần áo hàng ngày. Có chiếc quần vẫn không thể hiểu nổi mấy năm qua sao lại cứ nằm ở đây nhỉ. Có đôi guốc mới có một vết xước đã nằm vĩnh viễn ở trong góc tủ giày. Có thổi son quay được một lần rưỡi cũng phải chấp nhận sống trong cảnh tù đầy. Một chiếc áo còn chưa kịp xé mát, em bảo Luna